Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Yêu Thương Nơi Anh đến từ tác giả Thanh Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và điều này đã khiến cho Hân gặp phải không ít rắc rối. Sau vụ việc với hai gái trai làng kia, thì giờ đây cô lại phải tiếp tục đối mặt với người bố dượng muốn giở trò xấu xa với mình nữa. Quá sợ hãi, Hân đã quyết định bỏ trốn lên thành phố. Tại đây, cô đã bất ngờ gặp được bà Hoài, người giúp việc cho gia đình của Cường. Và Cường thì là một người đàn ông tài giỏi, thành đạt. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến, đưa đẩy khiến cho Hân gặp gỡ Cường, người đàn ông có thể được coi là định mệnh cuộc đời của cô. Vậy thì những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến ở tập truyện này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Yêu Thương Nơi Anh, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Hoài chưa từng gặp ai lần đầu tiên mà đã cảm mến ngay như đối với Hân. Nghe cô nói câu ấy, bà cảm thấy hụt hẫng thật sự. Bởi xuất phát từ sự đồng cảm của những người phụ nữ với nhau, bà cảm thấy thương cho số phận và cuộc đời ngang trái của cô bé. Thêm nữa, bà muốn giúp người, nhưng mà khả năng của bản thân thì có hạn. Thật lòng muốn dang rộng vòng tay che chở cho cô bé, nhưng mà lực bất tòng tâm. Sau chuyến hàng rong ruổi trên các cung đường đèo, về đến nhà, ông Chánh mệt mỏi nằm ngả lưng trên salon. Bà Oanh thì xoắn xuýt bên những thùng hàng, xem chuyến này về chồng bà mua được những gì. Ngoài những thùng hàng đông lạnh đóng gói cẩn thận thì có mấy túi lớn nhỏ, vài vóc lụa là, khăn thổ cẩm và mấy lọ nước hoa thơm nước. Chỉ cần nhìn như vậy, Bảo Anh thích lắm. Cứ tung tẩy đứng trước gương, ra ra vào vào thử đồ và ngắm nghía. Thi thoảng thì lại mở nắp mấy lọ nước hoa, xịt lên người một cách để tận hưởng sự chiều chuộng của chồng. Xịt ít thôi, hắc lắm ấy. Ông Chánh nhăn mặt ngồi dậy rồi nhắc nhở như thế. Thì em phải xịt thử xem có thơm không chứ. Nhưng mà công nhận thơm thật đấy. Người mùi thấy mê luôn ấy. Thằng Toàn đâu rồi? Mấy ngày nay nó có gây sự ra tội gì không đấy? Khẽ nhấp môi ngụm nước trà, ông Chánh rủi mắt hỏi. Nó cứ đi đi về về như vậy, vẫn ăn ngủ bình thường có sao đâu. Mà anh có thành kiến với con quá đấy. Cái gì mà cứ lo suốt ngày nó gây ra tội này tội nọ. Chuyện nhà Lão Biền sao rồi? Cái Hân ấy nó về chưa? Đúng một cái đến ngày giảm ngó, ăn hỏi thì nó lại bỏ nhà đi là thế nào thế? Thỉnh thoảng em cũng qua bên đó hỏi thăm xem tình hình thế nào. Mẹ nó cũng buồn lắm. Còn gã Biền thì say khướt, có lúc nào mà gã không say đâu. Nhưng mà em thấy như vậy cũng hay. Thằng Toàn nó còn trẻ, lập gia đình sớm quá rồi lại thêm gánh nặng cho nhà mình nữa. Nuôi nó còn chưa xong, nuôi thêm cả vợ của nó nữa, cũng mệt đấy. Đây là trường hợp ngoài ý muốn, chứ có ai muốn cưới vợ cho nó đâu, cũng hết cách. Để nó đi thụ án thì không nỡ, thôi thì con giải cái mang chưa biết sao. Mình có con dâu, có cháu bé, biết đâu tâm tính của nó thay đổi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bỗng nhiên con bé bỏ đi như vậy, cũng coi như là sự giải thoát cho nhà mình. Chuyển hàng lần này, anh có gặp chốt không vậy? Thế để gặp chốt thì cô nghĩ còn đường về nhà sao? Đi đường rừng, luồn lách các ngõ ngách gần chết đấy, không sung sướng gì cả đâu. Hàng hóa khan hiếm, mà cơm thì có mặt ở khắp nơi. Liệu mà phô trương, làm ăn bây giờ khó khăn lắm ấy. Em có dám gì đâu. Thế đã cơm nước gì chưa? Xem mà chuẩn bị bữa tối đi. Lát nữa gọi cánh thằng Hậu
thằng Đoàn qua uống rượu. Tôi mai kia bảo chúng nó bắt tay vào việc dần. Khách họ cũng đặt hàng nhiều lắm rồi mà chưa có để bán đi. Vâng, tại em đi nấu cơm đấy. Tại anh có tắm gội hay là thể dục gì không? Có chứ, tắm gội chút cho dễ chịu rồi ăn tối. Thể dục thì thôi, đi về đang mệt lắm. Sau khi tắm gội xong, ông Chánh cầm khăn vừa lau tóc, vừa lặng lẽ đi lên phòng Toàn, xem rốt cuộc mấy ngày qua ở nhà, con trai của ông đã làm những việc gì. Đẻ con ra mà không dạy bảo được, thực lòng lúc nào ông cũng cảm thấy lo lắng về Toàn quá. Cửa đóng kín, gõ đến 3 lần vẫn không thấy bên trong động tĩnh gì cả. Ông Chánh mạnh tay vặn chốt cửa. Toàn nằm trên giường, hai mắt lờ đờ, chân tay duỗi thẳng, thi thoảng thì chép miệng mấy cái. Bên kệ sát giường có đĩa sứ màu trắng kèm gói thuốc Vina và cái bật lửa. Không khí trong phòng thì hôi dính khó chịu. Ông Chánh đi đến bật đèn sáng choang, kéo rèm rồi mở toang cửa sổ. Vừa làm thì ông lại vừa cầu nhau. Cứ như cái lô cốt đấy, lúc nào cũng bí gì như thế này. Gà chưa lên chuồng đã ngủ rồi. Dậy ăn cơm đi, nhanh lên. Bố về rồi à? Toàn giật mình mở mắt, bờ môi thơm, ánh mắt đờ đẫn giống như đang ngủ dở. Thực lòng nhìn dáng vẻ của con trai, ông Chánh cực kỳ không vừa mắt. Lau nước dãi đi, lớn tướng rồi, ngủ ngáy thích kinh ấy. Bình thường mà, có gì đâu. Toàn ấp úng cái. Tôi nhanh lên rồi xuống ăn cơm. Dạ vâng à, tôi bố cứ xuống đi rồi con sẽ xuống. Mà nhớ mang cả bát đĩa xuống nhà đấy. Ăn uống xong phải dọn đi. Cứ bày ra như vậy do ai dọn cho? Dạ vâng. Một lát sau đó thì Toàn lưng thưng đi xuống, tay cầm cái đĩa sứ bỏ vào chậu sửa, ngồi vào bàn ăn. Bảo Anh thì thì thầm. Thế mày ngồi đây ăn với mẹ, để bố mày và các chú uống rượu. Ông ấy dạo này khó tính, cứ tránh mặt đi vẫn hơn. Về đến nhà thì lại làu bào cứ như ông già ấy, khó tính thật. Ông già rõ ràng chứ còn gì nữa. Toàn vừa ăn vừa đáp tỉnh bơ. Thế lát nữa mẹ cho con xin mấy đồng nhá. Lại tiền. Thế mày làm cái gì mà xin tiền mãi như vậy? Tiền hàng tháng này tiêu nhiều lắm rồi đấy. Bố mày mà biết, ông ấy giết tao đi. Gớm. Thế mày cứ già nghèo già khổ. Bố vừa đánh hàng về, chuyện này kiểu gì chả kiếm được vài trăm. Con xin mấy đồng bạc lẻ, nhiều nhằn gì đâu. Bẻ bẻ cái mồm thôi. Ông mới mà mắng thì đừng có trách đi nhá. Hai mẹ con ăn uống qua loa, Toàn ngồi ăn trái cây xem điện thoại. Bảo Anh thì hí hoái rửa bát. Khi rửa đến cây đĩa sứ mà Toàn vừa đem xuống, bà Chu chéo lên. Toàn, thì mày nghịch cái gì vào cái đĩa của mẹ như vậy? Sao mà cái đít của nó đen xì thế kia? Con dừng cây nến, thế nên nó đen như vậy đấy, có gì đâu. Dùng cái cỏ bát đấy mà cỏ. Lớn đầu rồi, nghịch cứ như trẻ con. Thiếu trò nghịch hay sao, mà lại đem chén đĩa ra, hơ lửa đen thui cả thế này. Có cái đĩa thôi mà mẹ nói nhiều như vậy. Rời khỏi căn hộ rộng lớn, có Bang giúp việc, tốt bụng, Hân lại lang thang trên đường. Cô chưa thông thuộc những con đường ở thành phố này, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, lạ lắm. Tiết trời ngày đông khiến cỏ cây héo úa sơ sát, những tán cây bên đường nghiêng ngả vì gió mùa. Nhưng bước chân mệt mỏi lê gót trên nền bê tông. Hân thê đôi tay lạnh buốt, hai bàn tay thì cóng lại, cái bao tử thì không ngừng réo lên những âm thanh chết tiệt. Mới đây thôi ăn no thế mà bây giờ lại đói rồi. Trời tối dần, hai bên đường trên những cột đèn cao áp, ánh sáng vàng rực thi nhau chiếu rọi xuống lòng đường. Xe cộ tấp nập nối đuôi nhau. Là một đêm dài cô quạnh. Hân ngồi co ro dưới trạm đón xe buýt, ánh mắt nhìn xa xăm chưa cửa hàng bán đồ fast food trước mặt. Từ bên trong bước ra là một người đàn ông dáng hình cao lớn, vẻ mặt điển trai. Trên tay là túi nặng, nhưng món đồ ăn nhìn đẹp mắt. Bên cạnh là cậu con trai tầm 3-4 tuổi, cũng rất đẹp trai. Hân không để ý hai bố con họ cho lắm. Thứ mà cô quan tâm nhất lúc này chính là những thứ ở trong túi đựng sắc màu đẹp đẽ kia. Cô cảm thấy thèm và đói quá.
Thực lòng từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ được đến những nơi đẹp đẽ như thế này và thưởng thức những món ăn xinh xắn ấy. Chắc chắn rất ngon. Hân nghĩ là như vậy. Người đàn ông mở cửa xe, đặt những túi đồ lỉnh kỉnh vào phía sau. Một lát sau anh mở cửa trước, bế cậu con trai đặt cạnh ghế lái, không quên thắt dây an toàn. Bố ơi, có cô gì cứ nhìn mình từ nãy đến giờ ấy. Mạnh Hùng ngồi vào xe rồi thắc mắc. Chỉ là người đi đường thôi, con không cần quá bận tâm về điều đó. Cường dịu dàng giải thích cho con hiểu. Nhưng mà sao cô ấy lại ngồi đấy à bố? Trời tối rồi mà đứng ngoài trời lâu như vậy sẽ bị ốm đấy. Đấy là điểm đón xe buýt. Chắc là cô ấy đứng đợi xe để về nhà thôi. Nghe con trai nói, Cường hướng mắt ra phía trước, bắt gặp một cô gái đang ngồi đó. Quần áo giản dị, cô ấy không ngừng quan sát hai bố con anh. Có chuyện gì sao nhỉ? Sao mà cô ấy lại chăm chú nhìn hai người như vậy? Hay đó chỉ là vì cô ấy đang lơ đánh mà thôi. Bố ơi, mình về thôi. Bố nhìn gì vậy? Thấy bố không tập trung, Mạnh Hùng nhắc nhở. À, đây, bố thắt dây an toàn. Chúng ta về nhà thôi nào. Thế con đói chưa? Hôm nay ở lớp học có vui không? Dạ vui à? Con thèm ăn gà giòn quá. Lát về thì con ăn một bát cơm thôi được không ạ? Được. Nhưng mà ăn chừng mực, không được ăn quá nhiều. No bụng sẽ khó ngủ, hiểu không? Bóng xe ô tô đi khuất, Hân dõi theo với ánh nhìn tiếc nuối. Người giàu thích thật đấy. Một buổi sáng nọ, khi xách giỏ đi vào khu chợ quen thuộc, bà Hoài bỗng ngừng lại bởi vì cảm giác gặp người quen. Bóng lưng ấy đang chăm chỉ lau dọn bàn ghế, đôi má ửng hồng vì lạnh hay là vì mệt. Bà cũng không đoán được, nhưng mà chắc chắn đó là Hân, cô gái mà bà đã gặp dạo trước. Không vội đi chợ ngay, bà quay người trở lại, bước vào cửa hàng chuyên bán cơm phở. Chạm nhẹ vào tay của Hân, bà nói. Hân phải không? Hân giật mình quay người lại. Gặp lại ân nhân, cô lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào bác à? Bác đi mua đồ ăn sáng hay là gì à? À không. Bà đi ngang qua thì có ai đó quen quen. Nghĩ là cháu, thế nhưng mà không ngờ lại đúng thật. Dạ vâng. Vậy bác ngồi đây đợi cháu. Cháu vừa làm việc, vừa trò chuyện cùng bác nhé. Ừ, cứ làm đi. Bác đứng một lát rồi cũng đi ngay thôi. Thế cháu quen chủ quán ở đây à? Dạ không bác ạ. Cháu cứ lang thang đi bụi, gặp đâu thì xin làm việc ở đó, kiếm cái ăn qua ngày thôi. Nghe Hân hồn nhiên kể chuyện, bà cảm thấy chạnh lòng quá. Thế công việc ở đây có tốt không? Vậy cháu ở lại đây luôn à? Lao động chân tay mà bác, cháu làm được à? Ở quê cháu còn phải làm việc nặng nhọc nhiều hơn ấy. Thế được rồi. Bác chỉ sợ thân con gái, làm những công việc này phải thức khuya dậy sớm, không theo được. Bà Hoài cảm thấy thương cho hoàn cảnh của Hân vô cùng, thế nhưng mà không biết phải làm sao. Cũng phải cố thôi bác à. Hân đáp lời với giọng buồn buồn, rồi lại tiếp tục công việc. Thế tối đến cháu ngủ đâu vậy? Trời lạnh như thế này, có quần áo ấm để mặc chưa? Suốt ngày cứ nhúng tay chân vào nước lạnh, dầu mỡ, cẩn thận nứt nẻ đấy. Nhà này có 5 tầng. Tầng 1 bán quán ăn, tầng 2 chủ nhà và con cái sinh hoạt, tầng 3, tầng 4 thì cho sinh viên thuê trọ. Cháu thì ở trên tầng 5, một bên phơi đồ, còn cái phòng bé bé gọi là nhà kho cháu ở tạm. Tại cháu cũng không còn chỗ nào để đi bác ạ. Thế con ơi, kín đáo ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi như thế cũng tốt. Còn hơn... Bà Hoài định nói. Còn hơn lang thang ngoài đường. Tự nhiên mà sợ hơn buồn, thế nên bà bỏ dở, không nói hết câu. Tại nếu như cháu không chê, lúc nào bác tìm lại mấy cái quần áo của bác ngày trước. Bây giờ bác béo quá không mặc vừa. Tuy là nó hơi già dặn một tí, thế nhưng mà mùa đông này mặc thêm manh áo sẽ ấm hơn cháu à. Cháu cảm ơn bác à. Hân ngậm ngùi nói lời cảm ơn. Thật lòng cô cảm thấy cảm kích vô cùng với bác ấy. Cô chỉ là một đứa vô gia cư nghèo khổ, vậy mà bác vẫn đối xử tốt với mình quá. Thế thôi, chịu khó làm việc tốt cháu nhé. Bác tranh thủ đi chợ rồi về làm việc nhà nữa. Dạ vâng ạ,
Bác đi cẩn thận nhé. Ừ, tới lúc nào bác lại đến nhé. Nhìn theo bóng dáng chậm chạp của bà Hoài, Hân khẽ mỉm cười, tâm trạng vui vẻ lên trông thấy. Giữa cuộc đời khôn khó này, được gặp những người nhân hậu như thế thực sự quý giá biết bao. Một giờ trưa, khi khách đã ván, ông chủ cùng với các con lên nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn Hân và chị chủ, cô khúm núm ngồi bên chậu bát loay hoay dọn sửa. Thức giấc từ 4 giờ sáng, làm quần quật cho đến bây giờ. Tuy nhiên mà Hân mới chỉ lót xả bát cháo loãng. Trời lạnh lại thêm nhiều việc, bao tử không ngừng réo vì mùi thơm của các món ăn. Tuy nhiên mà cô chỉ nhìn và nuốt nước bọt, chứ không được ăn. Sau khi Hân rửa xong bát đĩa, chị chủ nhà liền nói: "Em ăn cơm đi rồi tranh thủ nhặt cho chị chỗ rau su su này nhé. Khách khó tính, thế nên nhặt kỹ vào. Đừng để họ chê rau già và dai khó ăn đấy." "Dạ vâng ạ, em biết rồi. Chị cứ để đấy, lát nữa em làm." "Thêm đóng bớt một cánh cửa vào, chưa vắng khách cũng không cần mở cửa đâu." Nói xong, chị chủ bò lên tầng 2, nhìn lên bàn, một bát cơm kèm mấy cọng rau dưa, vài hạt lạc sang cháy xém. Và đó chính là bữa trưa mà chị chủ để phần cho Hân. Chua xót cùng cực, cô biết là phần mình làm thuê ở đợ. Tìm đường chỗ làm, kiếm miếng ăn giữa thành phố này không phải là dễ. Nhưng mà... Cô nuốt miếng cơm khô khốc xuống cổ họng. Hân nghẹn ngào tự an ủi chính mình. Được ăn, có một nơi ngủ qua ngày cũng đã là quý lắm rồi. Còn hơn không có nơi nào để đi. Hai ngày sau, giữa trưa vắng, vẫn là công việc thường nhật khi vắng khách. Hân vừa trong nhà, lại vừa nhặt sau để chuẩn bị cơm chiều cho khách, thì bà Hoài xuất hiện. Từ phía cửa, Hân nhìn thấy bác ấy xách một túi đồ lềnh kềnh, và cô đoán bà giữ lời hứa đem quần áo ra cho cô. Giữa chốn thị thành cô độc này, bỗng nhìn Hân cảm giác giống như được người nhà đến thăm. Cô cảm thấy xúc động lắm. "Bác không nghỉ chưa ạ?" Hân bỏ giờ công việc đang làm, chạy ra cửa đón bà Hoài. "Bác không ngủ chưa bao giờ. Nhân lúc rảnh rỗi, chạy qua đem cho cháu chút đồ. Toàn thứ tốt cả thôi, dày dặn ấm lắm. Đêm lạnh quá thì mặc thêm áo vào đi ngủ nhé." "Bác tốt với cháu quá. Cháu cảm ơn bác ạ." "Có gì đâu mà khách sáo. Còn cái này nữa, có bát canh gà. Trưa nay, bác nấu nhiều, để phần cho cháu một bát đấy. Cháu ăn đi cho nóng." "Bác à." Hân nhìn cái hộp đựng canh xinh xắn bà Hoài mang đến mà xúc động rơi nước mắt. "Bác ấy quan tâm cô tỉ mỉ đến thế này sao?" "Ngốc à, sao lại khóc như vậy? Ăn đi, tranh thủ ăn đi rồi bác đem cái hộp về." "Cháu đang nằm mơ có phải không ạ?" "Thế lại luyên thuyên gì đấy? Tại sao cháu lại gặp được người tốt như bác vậy? Cháu không dám tin đây là sự thật." Uống những miếng canh thơm lừng béo ngậy, Hân cảm giác như rất lâu rồi mình chưa được ăn miếng gì ngon. Uống đến đâu cơ thể bỗng khoan khoái đến đó, thực sự tỉnh táo rất nhiều. "Có ngon không?" "Ngon lắm bác ạ. Cháu chưa từng ăn món canh nào ngon như vậy." Hân quá thật thà, từng lời cô nói lại khiến bà Hoài thêm thương cảm. Nhìn vẻ hiền lành chất phác của cô, bà như thấy hình ảnh của mình nhiều năm về trước. "Tôi có thích ăn món gì nữa không? Hôm nào bác làm cho." "Dạ không. Cháu không thích ăn món gì cả. Cháu dễ tính lắm. Cái gì cháu cũng ăn được. Miễn no bụng là được bác ạ." "Thế mang cất những túi đồ này đi. Kẻo chủ nhà lại nói ra nói vào. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào rảnh rỗi thì bác lại đến thăm." "Dạ vâng ạ. Cháu chào bác." Hân nhìn theo bóng lưng của bà Hoài trong lòng buồn vô tận. Ở căn nhà này, cô chưa bao giờ vui vẻ trò chuyện cùng ai giống như bác ấy. Và cũng bởi không một ai đối xử tốt với cô như cách bác ấy quan tâm cô. Thật sự không một ai. 10 giờ đêm, sau khi vị khách cuối ngày rời khỏi, thì cũng là lúc Hân được nghỉ ngơi. Dọn dẹp những chỗ bát đĩa ngổn ngang, bàn ghế xếp gọn gàng, ngay ngắn. Tấm lưng mỏi nhừ bởi vì cả ngày đứng lên ngồi xuống liên tục. Hân nhăn mặt vịn tay vào lan can, bước từng bước mệt nhọc lên tầng 5. Thức khuya dậy sớm, ăn uống không đủ no.
Càng ngày thì Hân lại càng cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề. Nhiều ngày liên tục như thế, cô có cảm giác sắp không thể nào duy trì được nếp sinh hoạt này nữa. Tắm giặt xong cũng gần 11 giờ khuya. Đang loài hoài phơi quần áo thì bất ngờ một bóng người đi đến bên cô từ phía sau. Hân chột xạ quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của anh chủ nhà đang chăm chú nhìn mình. Anh à, khuya rồi anh còn lên đây làm gì? Hân có một chút sợ hãi nhưng mà vẫn lịch sự hỏi. Anh lên lấy quần áo, mấy hôm nay quên không mang xuống. Đình, chủ nhà từ tốn đáp. Dạ vâng. Hân không biết nói gì thế nên chỉ đáp nhẹ rồi nhanh chóng đi về phía nhà kho. Chưa đi được ba bước thì Đình gọi với lại. Thế em giúp anh gỡ những quần áo này ra khỏi mắt được không? Dạ được ạ. Dù gì thì anh Đình cũng là chủ nhà. Đây không hẳn là công việc của cô. Nhưng mà nếu như cần thì cô vẫn nhiệt tình làm mọi việc. Bàn tay nhỏ bé của Hân nhanh nhẹn tháo gỡ những chiếc áo quần của gia đình chủ nhà xuống. Dường như có một sự sắp đặt hay cố ý gì đó thì phải. Hầu như mắc nào cũng có một chiếc quần xịp của đàn ông. Mà trong gia đình này, có Đình là trưởng thành, còn con của anh ấy thì vẫn còn nhỏ. Thế vậy chẳng phải những cái đó là của Đình sao? Có một chút bối rối khi chạm tay vào những đồ nhạy cảm đó. Hân ngừng lại. Cô làm chậm hơn bởi vì xấu hổ. Sao thế? Xong cho em? Dạ xong rồi đi anh. Em gửi anh à. Hân đưa lại những chiếc quần áo đến trước mặt của Đình. Ánh mắt thì né tránh, nhìn sang hướng khác bởi vì ngượng. Đình tinh ý nhìn ra sự bối rối của Hân bởi vì cô là gái chưa chồng. Bàn tay của Đình mạnh dạn ôm lấy quần áo khô, thậm chí còn vung lên phía trước thật mạnh, cố tình chạm tay vào ngực của Hân như một sự thăm dò ý tứ. Anh cảm ơn nhé. Sau khi nói xong thì Đình lặng lẽ bỏ đi xuống. Trong đầu không ngừng xuất hiện những suy nghĩ táo bạo. Mà cụ thể là gì? Đình chưa biết bắt đầu từ đâu. Buổi sáng hôm sau, ở quê, chị Mai, vợ của Đình, có đám cưới nhà người quen. Chị Mai cùng hai đứa nhỏ về quê. Anh Đình ở lại làm hàng thế nên không về được. Vắng chủ nhà, Hân cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bởi vì đôi lúc thì chị ấy rất hay để ý, bắt bẻ cô từ những việc nhỏ nhất. Anh Đình thì chưa khi nào như vậy. Những lúc vắng khách, Đình ngồi uống nước, mở điện thoại xem tin tức. Nhưng mà thực chất, những gì trong đó anh có xem được gì đâu. Tâm trí thì cứ mãi nhìn ngắm Hân một cách vụng về thôi. Hân giản dị thật, lại chăm chỉ làm lụng. Đình làm hàng quán bao nhiêu năm nay, người xin vào làm không thiếu. Nhưng mà thật sự chưa thấy cô bé nào chịu thương chịu khó như thế. Những lúc nhìn thấy vợ bắt bẻ cô, Đình cũng cảm thấy tội nghiệp. Hân đang rửa bát thì bất ngờ anh Đình gọi với lại. Ra đây anh Bảo. Đình đặt tô phở nóng hổi trước mặt. Hân cảm nhận rõ mùi thơm từ hành lá và rau thơm bay lên mũi. Cô thèm chảy cả nước dãi. Thật sự ngày ngày bê phở cho khách, thế nhưng mà chưa khi nào cô được ăn. Ánh mắt của Hân đã tố cáo cô. Cô đang rất thèm được ăn, thế nhưng mà vẫn nhìn Đình với ánh mắt nghi hoặc. Anh gọi em có việc gì à? Thế em đói không? Ăn bát phở đi cho nóng. Em ăn sáng rồi anh à. Dẫu thèm, nhưng mà Hân vẫn ngập ngừng từ chối. Bàn chao loáng từ lúc 5 giờ sáng đến giờ có còn gì đâu. Ăn đi, chưa đông khách lại mệt đấy. Hân không tin anh chủ đối xử tốt với cô như vậy nên hỏi lại. Nhưng mà em không có tiền trả đâu. Hân mà, tiền nong gì cứ ăn đi, không cần phải ngại. Ăn đi kẻo lát nữa đông khách không có thời gian đâu. Với cả là phở nó sẽ nở ra đấy, ăn không ngon. Vậy em ăn thật nhé. Ừ. Hân ngồi xuống, ăn ngon lành. Đình gật gù. Xem ra anh đang đi đúng hướng rồi đây. Trẻ con bị mắng một lần thì chúng sẽ nhớ mãi không quên. Mạnh Hùng cũng như vậy. Lần đó bởi vì hiếu động thế nên cô cậu làm hỏng mấy cây son của cô Ly. Nhìn ánh mắt tức giận của cô ấy, Hùng vẫn còn ám ảnh. Và mỗi khi Ly đến nhà, cậu luôn tìm cách né tránh và không thân thiết nữa. Ngày hôm ấy thì bố lại đưa cô Ly về nhà chơi. Hùng cảm thấy không thích, thế là cô cậu cứ ngồi Ly trong phòng, quanh quẩn, chơi đồ chơi và nhất định không đi ra chào hỏi.
Mặc dù ngày thường, mỗi khi bố Cường đi làm về, cô cậu đều rất phấn khích. Từ hôm nay con chưa đi học về à anh? Vòng tay của Ly ôm cổ Cường đầy núng nịu, vừa sánh bước bên anh lên cầu thang, Ly vừa nhìn thầm, rồi sau đó khe khẽ. Hôm nay anh bận, thế nên bác Hoài đón con về trước. Chắc là cô cậu đang chơi trong phòng. Cứ kể nó đi. Em ngồi đây đợi anh, là nơi chúng mình đi dự tiệc luôn. Vâng ạ. Mà hôm nay là tiệc gì của bạn em vậy? Anh đến đó có tiền không? Chị em phụ nữ đi với nhau mà đưa anh đi thế này đến đó, anh biết nói chuyện gì đây? Các bạn của em cũng đều đưa bạn trai đi cùng. Anh định để cho em cô đơn lẻ bóng ở đấy sao? Anh sợ có đàn ông thì hồi chị em nói chuyện không thoải mái thôi. Em muốn gì thì anh cũng chiều mà. Sửa soạn xong xuôi, Cường qua bên phòng con trai dặn dò mấy điều, rồi cùng Ly rời khỏi. Qua ô cửa sổ, nhìn thấy bố tay trong tay với người phụ nữ ấy, Hùng cảm thấy rất khó chịu. Hùng không hề thích cô Ly, không thích cô ấy đi bên cạnh bố. Hân ơi, em ngủ chưa? 11 giờ khuya, Hân vừa ngả lưng xuống chăn bông thì nghe tiếng của ai đó gọi tên. Đoán không nhầm, giọng nói ấy là của anh Đình. Hân đáp lời khẽ khẽ. Anh Đình có phải không ạ? Em chưa ngủ. Có việc gì vậy anh? Anh có tí việc. Anh vào bên trong được không? Tầng 5 của ngôi nhà này trước đây không có người ở. Một bên để phơi quần áo. Còn nơi mà Hân đang ở chính là nhà kho. Chật hẹp và tăm tối. Không có cửa. Hân dọn dẹp được góc trong cùng kín đáo nhất bởi vì mùa này hơi lạnh. Cũng là để bớt ánh nhìn của mọi người mỗi khi có việc lên tầng 5. Vừa hỏi, Đình vừa chủ động đi vào bên trong. Tối mù mịt, anh phải quơ quang cánh tay mãi mới xác định được lối đi vào chỗ Hân đang nằm. Nghe tiếng bước chân, với cả thấy bóng hình của anh chủ đang tiến lại gần, Hân ngồi bật dậy đề phòng. Cảm giác sợ hãi hôm nào lại kéo đến. Cô rất sợ trải qua cảm giác tồi tệ này. Trong đầu không ngừng cầu xin. Chuyện tồi tệ trong quá khứ ấy không lặp lại thêm một lần nào nữa. Thế để mai anh mắc cho em cái bóng đèn trên này nhé. Tối tăm quá như vậy. Nhìn thấy cái gì mà đi lại chứ? Đành cảm thấy cáu thật sự. Sao không sao đâu anh. Em cũng quen rồi. Mắc thêm bóng đèn tốn điện lắm. Em thì không có tiền trả cho anh chị đâu. Không phải nói chuyện tiền bạc với anh nữa. Thắp cái bóng đèn chứ có gì mà tốn kém đâu. Anh tìm em có việc gì không? Hân bớt sợ hãi hơn. Dường như anh chủ không xấu xa như cô nghĩ. Anh đau lưng quá. Dán giúp anh miếng cao dán được không? Anh Đình chia tay lên phía trước. Hân cảm nhận mùi cao dán xông lên mũi. Cô thở phào nhẹ nhõm. May quá. Anh ấy chỉ nhờ mình dán cao thôi. Tuy nhiên trong đầu của Hân xuất hiện một vài câu hỏi. Việc này anh ấy có thể nhờ vợ hoặc là các con của anh ấy. Thế sao lại nhờ cô? Chưa kịp thắc mắc thì Đình nhanh miệng nói thêm. Anh đi nằm rồi. Tự nhiên mà đau lưng quá không ngủ được. Mà em cũng biết rồi đấy. Công việc của anh sáng nào cũng phải dậy sớm làm hàng. Vợ con của anh cũng ngủ cả rồi. Biết em hay thức khuya, anh mới nhờ thôi. Giúp anh nhé. Một lý do vô cùng thuyết phục. Hân ngồi dậy cầm lấy miếng cao dán. Dường như anh Đình đã bóp sẵn. Mà tối quá, cô chạm cả tay vào mặt dính dính của miếng dán. Dạ vâng ạ. Anh ngồi xuống để em giúp. Mà anh đau ở đâu? Hân thật thà hỏi lại. Đình ngồi xuống bên cạnh Hân. Anh quay người lại, cởi áo len trên người xuống, rồi chỉ tay ở phía sau vai. Đây, chỗ này. Em giúp anh nhé. Đau nhức kinh khủng ấy. Anh không thể nào ngủ được. Chắc có khi là mai mốt sửa soạn đi khám thôi. Dạ vâng ạ. Anh nên đi khám đi. Để lâu sẽ không tốt đâu. Sao em biết không tốt? Thì ai có bệnh thì sức khỏe đều ảnh hưởng mà anh. Với cả là tự mình cũng cảm thấy rất khó chịu nữa. Ừ, thế anh cảm ơn nha. Đành cảm ơn xong rồi lặng lẽ rời khỏi. Thực lòng khi nãy, những ngón tay con gái nhẹ nhàng miết lên da thịt khiến anh có một chút xảo dược. Thế nhưng mà chỉ sợ tiếp cận Hân nhanh quá thì hỏng.
đành cố gắng nén lại cảm xúc, giữ gìn hình ảnh người tốt để tạo niềm tin với Hân. Hân thì cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc đành không xấu xa giống như cô tưởng tượng. Nằm suy nghĩ một lát, Hân cảm thấy cuộc sống ở đây cũng tốt, bởi vì càng ngày anh chủ càng dễ tính với cô. Thì thoảng chị Mai vắng nhà, anh ấy hay cho cô ăn ngon và phụ giúp cô rửa chén bát. Sống ở thành phố một thời gian, thêm nữa suốt ngày quanh quẩn trong góc bếp rửa bát dọn dẹp, không đi dãi nắng, thế nên da dẻ của Hân trắng trèo hẳn lên. Vốn đã có nét xinh xắn, bây giờ lại càng thêm xinh. Tuy rằng ăn mặc có một chút quê mùa giản dị, thế nhưng mà nét hồn nhiên vẫn khiến cô có sức hút với người đối diện. Và anh Đình ngày càng khao khát muốn được chiếm hữu Hân. Dáng vẻ mơn mởn, thuần khiết ấy đã bao nhiêu đêm Đình trằn trọc không ngủ được bởi vì động tình. Thế rồi một trưa nọ, Hân đang ngồi rửa bát thì Đình đi đến kế bên. Thế em thử mặc cái này xem có vừa không? Đình vùng về đưa lên trước mặt của Hân bộ đồ ngủ, bởi vì anh thấy cô ngày ngày chỉ mặc những bộ đồ giản dị, có một chút già dặn so với tuổi. Thế là nảy ra ý mua tặng Hân, cũng là để lấy lòng. Đồ này của ai thế à? Hân nghi hoặc rồi đáp. Anh mua cho em cứ mặc thử đi. Hân tròn mắt, ngạc nhiên, bởi vì không hiểu sao anh ấy lại mua đồ cho mình. Em cảm ơn anh, nhưng mà em cũng nhiều đồ rồi, không cần thứ này đâu ạ. Hân dối lòng. Quả thực thì bộ đồ đó trông rất đẹp, màu sắc tươi sáng, họa tiết trẻ trung. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ là mình được tặng như vậy. Nhiều đồ, nhưng mà toàn mấy cái vớ vẩn có gì đâu. Chỉ là bộ quần áo thôi mà. Anh thấy em giản dị quá nên mua cho em thôi, đừng ngại. Không biết lời anh Đình nói là thật hay đùa, nhưng mà Hân vẫn sợ. Bởi vì với tính cách của chị Mai, nếu như biết anh Đình mua đồ cho cô thế này, chắc chắn sẽ tiếc tiền, nảy sinh ghen tuông không đáng có. Hân sợ hãi từ chối. Em thực sự không cần đâu anh à. Anh giữ lại cho chị dùng. Em thì không hợp mặc đồ đẹp thế này đâu. Đình không biết thuyết phục Hân như thế nào để cô nhận, đành cầm túi đồ đi lên nhà. Dẫu có một chút tiếc tiếc, nhưng mà đành vậy. Hân ngồi rửa bát, mà người thì cứ ngẩn ngơ. Đến tối, khi tìm kiếm quần áo chuẩn bị tắm gội, Hân phát hiện túi đồ anh Đình đưa cho mình từ lúc trưa. Hóa ra anh ấy lặng lẽ đem lên chỗ ngủ của cô, bởi vì sợ cô không đồng ý. Hân mở túi ra, hít hà mùi hương của vải áo mới, một chút xúc động bởi vì cảm thấy anh Đình thật tốt. Giữa chốn xa lạ này, có người quan tâm đối xử với mình như vậy, thật đáng trân quý. Ngày hôm đó thì Hân mặc thử luôn bộ đồ mềm mại thơm tho ấy. Cô nghĩ buổi tối mặc đi ngủ sẽ không ai biết. Ban ngày cô sẽ cởi nó ra, mặc những thứ giản dị kia để xuống làm việc. Vừa giặt giũ xong trở về chỗ nằm thì Hân nghe tiếng động nhẹ nhẹ tiến về nhà kho. Cô nằm lặng im nghe ngóng. Là anh Đình. Hân khẳng định, bởi vì cô người thấy mùi dầu gội quen thuộc của anh ấy. Có phải là anh Đình không? Hân cất lời hỏi thay vì đợi anh trả lời. Ừ, sao em biết? Đình thật thà đáp lại. Em đoán như vậy thôi. Anh tìm em có việc gì không ạ? Thật ngại quá. Đêm đến rồi còn phiền em như vậy. Vẫn là như em dán hổ anh miếng cao dán ấy. Cơn đau cứ dai dẳng quá em ạ. Vốn có thiện cảm với anh Đình bởi những gì anh ấy quan tâm đến cô. Thêm nữa lần trước cô đề phòng, nhưng mà phát hiện anh ấy không xấu như cô nghĩ. Thế nên... Em vẫn chưa ngủ đâu. Để em giúp cho ạ. Thế Hân nhiệt tình, Đình phấn khởi ra mặt. Cũng may là trời tối nên Hân không nhìn được vẻ mặt của anh lúc này. May quá, mọi người ngủ cả rồi, chỉ còn mình em thức thôi. Hân đã quen với việc này bởi vì lần trước anh Đình nhờ cô giúp. Nhận lấy miếng cao sán, Hân nhanh miệng. Vẫn sán vào chỗ hôm trước có phải không ạ? Ừ đúng rồi, chỗ đấy. Thập hơn tí nữa cũng được. Ừ đúng rồi. Thế anh đau ở chỗ đó lắm. Hân say sưa miết miếng cao dán cho bám vào da thịt của anh Đình. Bất thần lình, anh quay người lại, cầm chặt lấy tay của cô. Hân hốt hoảng kêu lên.
Anh sao vậy ạ? Cánh tay của Đành giơ giẫm xung quanh. Anh phát hiện dường như Hân đang mặc bộ đồ mà anh mua cho cô ấy. Trong bóng tối, khóe môi của Đành nhếch lên ý cười mãn nguyện. Anh không sao. Bộ đồ anh mua em mặc có cảm thấy dễ chịu không? Hân bối rối. Rõ ràng cô từ chối bộ đồ ngủ lén mặc, thế mà bây giờ Đành phát hiện ra, bỗng nhiên cô cảm thấy xấu hổ quá. Em chỉ là mặc thử thôi. Cứ mặc thật luôn đi, thử làm gì, anh mua cho em mà. Giọng nói của Đành cứ trầm trầm khiến Hân không đề phòng. Em cảm ơn anh. Em dán xong rồi, anh xuống đi ngủ đi à. Hân bừng tỉnh. Cô chợt nhận ra thái độ của Đành hơi khác. Đêm đã khuya, hai người ở nơi kín đáo như vậy, thật đúng là dễ gây hiểu nhầm. Anh ngồi đây một lát thôi, đau lưng quá không ngủ được. Tớ không cho anh ngồi à? Anh có phải là cọp đâu. Càng không ăn hiếp em sợ gì? Em không có ý đó. Nhưng mà... Và ngây thơ thật thà chất phác của Hân khiến Đành có cảm giác muốn chiếm hữu. Chống ngực của anh đập rất mạnh. Anh ở gần phụ nữ thì không phải chuyện lạ. Thế nhưng mà với Hân, anh chưa từng được trải qua, tò mò muốn phát điên. Bất ngờ thì Đành cầm lấy tay của Hân đẩy cô nằm ngửa xuống chăn, dùng toàn bộ sức nặng của mình phủ lên người cô. Sự mềm mại từ chất liệu vải quần áo, thêm sự mịn màng từ da thịt nữ nhân đang độ xuân thì. Cả người của Đành nóng lên một cách khó hiểu, hơi thở gấp gáp, Đành thì thầm. Hân à, anh thích em. Anh muốn được che chở bảo vệ em. Ngay đến đây thì Hân run rẩy sợ hãi. Cô bối rối không nói được thành câu. Anh Đình à, anh dừng lại đi. Chỉ mà nhìn thấy thì nghĩ sai về anh em mình đấy. Anh không muốn dừng. Đừng nhắc đến vợ anh nữa. Cô ấy ngủ say rồi, không biết gì cả đâu. Hân cay đắng khi nhận ra Đình muốn tiếp cận cô chứ không hề tốt như cô nghĩ. Bản thân cô cũng không phải lần đầu va vấp với những trường hợp như vậy. Thế nên lúc này cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu như cô hét lên, tất cả mọi người sẽ biết chuyện, mà người thiệt thòi sẽ là cô. Những xấu xa nhục nhã đó không phải là cô chưa từng nếm trải. Nhưng mà sự thật là cảm giác ấy cực kỳ đáng sợ. Rằng co mãi, Hân quyết định áp dụng chiêu cuối cùng giống như trước đây đã làm với Dượng. Cô giả vờ nằm im, không kháng cự, giả vờ hợp tác với Đình để anh ta mất cảnh giác. Và rồi Hân co chân, dùng sức thật mạnh nơi hạ bộ. Đình co quắp người lại bởi vì đau. Cảm giác tức giận, đau đớn khiến anh ta co rúm người, miệng gầm gừ nhưng mà lại không dám kêu to. Cứ như thế, lăn lộn suýt xòa. Ui, con sành này, tao đối xử với mày như thế nào? Mày lại làm với tao như vậy? Hân sợ hãi. Cô biết là Đình đang tức giận. Chống ngực của cô đập loạn xạ, chân tay thì luống cuống không biết làm gì trước tiên. Trong đầu của cô xác định, khi quyết định hành động thì chắc chắn không thể nào ở lại nơi này thêm được nữa. Quần áo ở tận góc trong, nếu mà đi qua chỗ Đình chỉ sợ không mang theo quần áo được. Cô không có gì để mặc. Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng Hân vẫn quyết định bỏ đi xuống dưới thật nhanh, sợ Đình đuổi theo giữ cô lại. Cửa quán có khóa, nhưng mà Hân ở đây đã lâu nên biết rõ chìa khóa để ở đâu. Rời khỏi căn nhà ấy lúc nửa đêm, gió đông lạnh buốt, Hân chạy thục mạng giữa bóng đèn vàng leo lát. Vẫn chưa xác định được phải đi đâu vào lúc này. Thế nhưng mà trước mắt cô phải rời khỏi tầm nhìn của gia đình đó. Buổi sáng như thường lệ, sau khi giặt giũ dọn nhà, bà Hoài thong thả xách giỏ đi chợ. Vừa bước chân ra đầu cổng thì điện thoại trong túi áo đổ chuông. Bà mở máy, thấy số điện thoại của con trai nên vội ấn nghe. Hiếu à, mày nghe đấy. Điện thoại vòng lại tiếng nói gấp gáp của Hiếu, con trai bà Hoài. Mẹ ơi, bố đột quỵ, đang cấp cứu trong bệnh viện. Mẹ thu xếp qua viện ngay nhé. Nghe con trai nói, tay chân của bà Hoài rụm rời. Sao bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này? Vừa mới tối qua gọi điện về quê, ông Trung, chồng của bà còn vui vẻ trò chuyện. Vừa khoe sang tháng sẽ theo các chú đi công trình trên tận Thái Nguyên cơ mà. Bà Hoài run rẩy rồi đáp. Đột quỵ? Mà sao mấy lại đột quỵ? Bố của con bị từ bao giờ thế?
là sáng sớm nay mà. Bố dậy hút thuốc lào ngoài cửa. Lúc bước vào nhà, ngã xuống không biết gì nữa. Một lát sau vợ con dậy thì gặp bố đang nằm sấp ở dưới nền nhà. Thế bây giờ ông ấy đang ở đâu? Bố đang ở khoa cấp cứu. Mẹ thu xếp đến ngày nhé. Được rồi, được rồi. Bỗng nhiên bà Hoài cảm thấy toàn thân không còn sức lực, chân tay run rẩy, cố gắng chấn tĩnh mãi. Bà mở máy gọi cho Cường. Cháu nghe đây bác. Cường nhẹ nhàng nói vọng vào điện thoại. Cháu à, bác có việc gấp. Bác xin nghỉ vài ngày nhé, được không? Tớ ở quê có việc gì à bác? Bác trai bị ốm phải nằm viện cháu à? Bà Hoài ngàn ngào. Thế à? Dạ vâng, bác cứ thu xếp về chăm bác trai đi. Mà bác có cần tiền không? Lát nữa cháu về qua nhà cháu gửi tiền lương tháng này cho bác luôn. Bác vẫn còn. Nhưng mà hai bố con có tự lo liệu được không đấy? Bà Hoài áy náy bởi vì lâu nay quen chăm lo cho hai bố con của Cường. Ở bên Mạnh Hùng từ bé nên bà cảm thấy mến lắm, không nỡ đi xa lâu ngày. Không sao đâu bác à. Chuyện bác trai ốm mới quan trọng. Bác cứ yên tâm về quê đi. Hay là bác để cháu đưa bác ra bến xe nhé. Ấy không cần phiền đâu. Cháu cứ làm việc đi, bác tự đi được mà. Dạ vâng. Tớ có gì thì bác liên lạc với cháu nhé. Ừ. Bà Hoài thì cứ đi xa rồi lại đi vào. Suy nghĩ một lát, bà quyết tâm xách giỏ ra chợ, tranh thủ mua đồ về. Tối thì Cường đỡ vất vả. Vừa đi một vòng quanh khu chợ bán cá tôm, rẽ qua quầy bán đồ ăn sáng, thì vô tình bà Hoài nhìn thấy Hân. Không giấu được sự ngạc nhiên, bà Hoài đi đến gần rồi hỏi. Sao cháu lại ở đây? Quần áo lấm lem, đôi gò má ửng hồng vì đi đi lại lại bên cạnh bếp than hồng. Hân nhanh miệng đáp. Cháu chào bác. Cháu mới chuyển đến đây làm bác à? Thế chỗ kia tại sao không làm nữa? Hỏi xong cô ấy, bà chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hay là... Dạ, họ không nhận cháu nữa bác à? Hân đáp lời bằng giọng buồn buồn. Bởi vì giữa ngõ chợ ồn ào này, một vài lời không đủ giải thích mọi chuyện, cô đành vẽ ra một lý do thích hợp. Thì bác có ý này nhé, cháu nghe thử xem có được không? Bà Hoài thực sự cảm thấy thương Hân, thương cho sự nết na dịu dàng và cũng bởi hoàn cảnh nghiệt ngã đó. Chuyện gì vậy bác? Bác trai ở quê bị ốm. Tạm thời nhà chủ bác đang làm, không có người nấu ăn giặt giũ. Công việc thì cũng không nặng nhọc gì cả đâu. Bác nghĩ là cháu làm được đấy. Ngay đến đây thì Hân tròn mắt bởi vì ngạc nhiên. Bởi vì có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ có ngày được nhận vào làm giúp việc trong căn nhà sang trọng đẹp đẽ đó. Với cả là tình cảnh của cô hiện tại, lang thang đó đây, kiếm ăn cho qua ngày đoạn tháng. Đương nhiên là Hân vui mừng, cô mong còn chẳng được. Tuy vậy, cô vẫn ruột rè hỏi lại. Thì liệu người ta có đồng ý nhận cháu không à bác? Nếu như cháu muốn làm, bác sẽ nói với cậu chủ. Yên tâm đi, chỉ cần cháu chăm chỉ thật thà thì không cần lo lắng gì cả. Nhà đấy chỉ có hai bố con, thằng bé đi học cả ngày, bố nó thì bận tối mắt tối mũi với công việc ấy. Ban ngày thì cháu chỉ cần đi chợ dọn dẹp nấu ăn, buổi tối trông thằng bé 4 tuổi, cho ăn ngủ tắm giặt cẩn thận là được. Chỉ có hai bố con? Hân nghe xong thì thắc mắc. Thế chị chủ đi đâu à bác? Bác không biết. Từ lúc bác đến thì chỉ có hai bố con. Chuyện riêng tư cá nhân bác cũng không để ý cho lắm. Chỉ cần chuyên tâm làm tốt công việc là được cháu à. Nhưng mà tự nhiên cháu đến... Hân lại có một chút dè dặt bởi vì cảm thấy mình xuất thân quê mùa, ít học, chỉ sợ vào nhà ấy làm, cư xử không đúng sẽ bị trách mắng, hoặc là họ không nhận. Không sao đâu. Cậu chủ tốt tính lắm, không giống như những nhà khác đâu. Đợt này thì bác bệnh, đã nghĩ không ra tìm ai để thay thế, thì lại gặp cháu. Sao bác lại tin tưởng cháu vậy à? Bác đã hiểu cháu như thế nào đâu ạ? Chỉ cần có niềm tin là được. Và cả bác sống từng nay tuổi rồi, tôi không nhé một chút tinh tế cảm nhận đúng sai cũng không có sao.
Cháu cảm ơn bởi vì bác đã tin tưởng cháu. Thế vậy được rồi, bác cháu mình đi luôn nhé. Nhưng mà bây giờ cháu ở đâu? Quần áo đồ đạc để chỗ nào thế? Cháu không có đồ đạc gì cả. Hân cúi đầu đáp lời. Bấy lâu nay cô cứ lang thang chỗ này đến chỗ kia, đồ đạc thì cũng không có gì, quần áo chắp vá từ những đồ đi xin ở chợ để mặc tạm. Nhìn ánh mắt buồn rưng rưng như muốn khóc của Hân, bà chạnh lòng vô cùng. Không biết là đến bao giờ những kiếp người nghèo khổ như thế này mới khâm khá hơn đây. Không sao, về bên đó mặc đồ của bác cũng được. Nhưng mà cháu đang làm dở mà bác, cứ như thế bỏ đi sao ạ? Tôi xin nghỉ luôn chứ sao nữa. Vậy bác ra cổng đợi cháu một lát, cháu nói với chị chủ rồi sẽ ra ngay ạ? Ừ. Đứng ngoài cổng chờ, lòng của bà Hoài nao nao khó tả. Thật không hiểu những việc bà đang làm là đúng hay sai. Tại nhưng mà giúp đỡ mảnh đời cơ cực, bà cảm thấy vui lắm. Chợt nghe đến Cường, bà Hoài bấm máy rồi gọi. Cháu nghe đi bác. Cường à, bà có chuyện này muốn nói với cháu. Bà Hoài ngập ngừng khiến Cường không khỏi ngạc nhiên. Dạ vâng, có chuyện gì với bác? Thế bác trai xảy ra chuyện gì sao ạ? Vẫn ghi nhớ câu chuyện lúc sáng của bà Hoài, và lúc này thì Cường đinh ninh bác ấy đã về quê nên hỏi lại. À không, bác chưa đến bệnh viện. Bác sao thế? Bác đau buồn quá không về được à? Tôi để cháu về đưa bác ra bến xe. Ấy, cháu hiểu nhầm rồi. Bác có đưa cháu ở quê mới lên, nó đang thất nghiệp, mà cũng vừa hay bác lại bận rộn ở quê ít ngày chăm bác trai. Thế cháu xem có thể để con bé vào giúp việc thay bác ít hôm không? Nó thật thà ngoan ngoãn lắm, bác đảm bảo đấy. Cháu cứ tưởng việc gì nghiêm trọng cơ. Thế nếu như bác đã tin tưởng, cứ để cô ấy vào làm cũng được. Cháu cũng đang lo mấy ngày sắp đến không có người trông mảnh hùng. Tốt quá. Vậy thì lát nữa bác đưa nó về qua nhà nhé. Cháu cứ yên tâm làm việc đi. Một mình trong căn nhà rộng lớn, vừa lạ lẫm vừa tò mò. Nhất thời thì Hân chưa thích nghi được ngay. Cô cứ loay hoay đi ra đi vào nhà bếp, nhà tắm, toilet, phòng ngủ, rồi phòng khách. Đưa tay chạm vào các đồ vật trong nhà thật nhẹ nhàng, dường như sợ chúng hư hỏng được ngay. Cũng bởi chưa bao giờ cô được đặt chân vào ngôi nhà xinh đẹp, tiện nghi như vậy. Đến bây giờ Hân vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Có ngày cô được sống ở một nơi đẹp đẽ đến mức này. Ngay cả những chậu hoa bé nhỏ đặt bên cửa sổ cũng xinh đẹp một cách lạ thường. Và nhìn đâu đâu cũng cảm thấy thật mỹ lệ. Cô chưa từng tưởng tượng ra chủ nhân của ngôi nhà này tài giỏi như thế nào, giàu có ra sao. Công việc thì cũng không nhiều, bởi chỉ là nấu cơm dọn dẹp cho hai bố con. Nghe bác Hoài nói như thế, cả ngày họ không ở nhà nên Hân cũng không nấu nướng gì nhiều. Theo lời dặn của bác Hoài, buổi tối thì cô chuẩn bị cơm cho hai bố con, tắm giặt chơi cùng với một em bé. 4 giờ chiều, Hân loay hoay vào bếp nấu cơm. Do phụ việc ở quán cơm phở một thời gian, tự nên chuyện nấu cơm với Hân lúc này cũng không quá khó. Thậm chí cô làm rất nhanh. Những món xào, món luộc, còn biết cắt tỉa trang trí cho đẹp mắt nữa. 5 giờ chiều, nghe tiếng chuông cổng, Hân vội vã chạy ra xem là ai. Một chiếc xe in họa tiết những em nhỏ say sưa vui đùa kèm với logo tiếng Anh Baby Campus dừng ngay trước cổng. Hân đoán khả năng là con trai của chủ nhà đã về. Chào chị, cho em xin gửi cháu à? Một cô giáo mặc bộ đồng phục xanh lét đứng ngay ngắn bên cạnh một em bé tầm 4 tuổi. Mà Hân nghe bác Hoài nói như thế, nhận định thì cũng không biết nhìn mặt mà đoán được tuổi cụ thể là bao nhiêu. Vì mới 4 tuổi nhưng mà mảnh hùng đã cao vượt trội hơn hẳn so với các bạn. Hùng nhìn thấy Hân là lần đầu gặp gỡ nên cô cậu tròn xoe mắt. Mọi ngày là bà Hoài ra đón, thế tại sao hôm nay lại là người khác? Nhưng mà cô ấy là ai nhỉ? Vâng ạ. Hân bối rối nói với cô giáo, bởi vì quả thật thì cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Mời chị ký vào giấy xác nhận đã nhận trẻ giúp em với. Em ký à? Hân ngạc nhiên hỏi lại. Vâng, đó là hình thức làm việc của bên trung tâm, và cũng để đảm bảo rằng
Các bạn nhỏ được đưa đón tận nhà đúng theo quy định. Hân hiểu ra vấn đề, cầm bút ký tên mình vào ô đại diện gia đình. Mạnh Hùng được bố dặn phải đề phòng cảnh giác với người lạ. Bởi vì lúc này thấy Hân lần đầu tiên, cô cậu một mực không chịu vào nhà. Hân dối rồi nói: "Con không vào nhà với cô này đâu. Con muốn bà đón con cơ." Hân vụng về đứng nhìn. Trước mặt là một cậu bé khôi ngô có phần bướng bỉnh. Cô nhất thời không biết phải tiếp cận cô ấy ra sao để lấy lòng tin. Xem ra thì bước đầu khá nan giải rồi đây. Bà Hoài đi vắng. "Hùng vào nhà với cô nhé." Nghe bà Hoài kể con trai chủ nhà tên là Mạnh Hùng nên Hân cũng mạnh dạn gọi tên. "Không đâu, cô ấy là người lạ, con không vào." Hùng thì cứ khăng khăng như vậy khiến cô giáo và cả Hân đều khó xử. Không biết nên làm như thế nào, cô giáo đành mở điện thoại bấm gọi cho Cường. "Alo, anh có phải là phụ huynh của em Mạnh Hùng không ạ?" "Ừ, đúng rồi em. Có chuyện gì xảy ra với con anh sao?" "Chuyện là thế này à? Mọi ngày thì có một bác gái hay đón Hùng, hôm nay lại là một chị, mà em cũng không biết là ai. Hùng thì khăng khăng nói phải được đích danh bà Hoài đón thì mới vào nhà." Nhớ đến câu chuyện lúc sáng của bà Hoài, Cường vội giải thích: "Không sao đâu em, cô ấy là giúp việc mới của nhà anh, Hùng chưa quen nên nói như vậy thôi. Phiền em cho anh gặp cháu một lát được không?" Cô giáo đưa điện thoại cho Hùng rồi dịu dàng nói: "Bố muốn gặp con này." "Bố Cường?" Hùng mừng rỡ reo lên trong điện thoại. "Tớ con vào nhà với cô đi. Từ hôm nay cô ấy sẽ là bạn của con đấy. Nghe lời, bố sẽ về sớm." Nghe lời bố, Hùng lầm lì cúi đầu chào cô giáo, bước vào nhà cùng với Hân. Thái độ thì không mấy vui vẻ, bởi vì cậu không thích người lạ. Từ nhỏ đến bây giờ mỗi ngày đều được bà Hoài đón đưa chăm bám, nên nhìn Hân, Hùng có một chút hụt hẫng bởi vì nhớ bà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng, cuộc đời của cô bé Hân này quá nhiều nước mắt, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thế nhưng mà rất may là cuối cùng giờ đây thì cô bé đã bước chân vào trong gia đình của Cường rồi. Chỉ là vài ngày làm giúp việc thôi, thế nhưng mà đây chính là một bước ngoặt của cuộc đời cô bé. Khoảnh khắc mà hai người họ đụng mặt nhau lần đầu tiên sắp xảy đến rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút đó xảy ra như thế nào nhé. Và trong những ngày ở lại trong căn nhà này thì có những điều bất ngờ nào, những điều thú vị nào sẽ xảy đến giữa hai người họ. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.